Kính chào quý ông bà và anh chị em. Kính mời quý ông bà và anh chị em cùng lắng nghe tin mừng Chúa Nhật thứ sáu Phục Sinh năm B. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người. Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn. Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của Người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Anh em là bạn hữu của Thầy nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết. Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em và cất cử anh em để anh em ra đi sinh được hoa trái và hoa trái của anh em tồn tại. Hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy thì Người ban cho anh em. Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau. Anh chị em thân mến trong Chúa Kitô, hôm nay chúng ta cùng nhau cử hành ngày Chúa Nhật thứ sáu mùa Phục Sinh theo năm Phụng Vụ năm B. Suốt cả mùa Phục Sinh, dù là ngày Chúa Nhật hay ngày thường, chúng ta đều mở đầu bằng việc nghe lại sách Công Vụ các Tông Đồ, tức là quyển sách lịch sử Hội Thánh đầu tiên nói về những hoạt động của các tông đồ và thế hệ Kitô hữu tiên khởi. Cái bầu khí tưng bừng và nồng nhiệt, cái hào khí phục sinh khiến cho các tông đồ và thế hệ Kitô hữu đầu tiên ra khỏi nhà, ra khỏi cái nơi trú ẩn, ra khỏi cái nơi e dè sợ sệt, ra khỏi cái biên cương cá nhân ích kỷ của mình để lớn tiếng công bố mầu nhiệm Chúa đã chịu chết và đã thực sự sống lại. Cái tin mừng đó không thể vì bất cứ lý do gì lại có thể bị che giấu đi. Và Chúa Giêsu đã từng nói ngày nào đó sẽ có cái sự công bố từ trên mái nhà, trong cái chỗ công khai, trong cái chỗ của đại chúng, để cho nhất thiết mầu nhiệm về lòng thương xót vô biên vô tận của Đức Chúa Trời thể hiện nơi cuộc đời, nơi lời giáo huấn của Chúa Giêsu, nhất là nơi công cuộc thương khó, tử nạn và phục sinh của Chúa, phải cho công khai cho muôn dân tộc được biết. Bởi vì sao? Bởi vì đó chính là cái khơi nguồn cho ơn giải thoát. Muôn dân, như là lời thư của Thánh Phaolô gửi cho môn đồ Timôte, đều được cái quyền, đều được cái ước muốn của Thiên Chúa cho họ được cứu thoát. Rồi tiếp đến chúng ta lại nghe ở trong cái chương trình của Thánh Gioan, người môn đồ được Chúa yêu, người môn đồ đã tựa đầu vào bên trái tim của Chúa, nghe được cái nhịp đập của lòng thương xót của Chúa cụ thể nơi tính loài người của Chúa Giêsu, thì để Ngài nghiền ngẫm và viết ra một cái định nghĩa rất là sâu sắc về bản tính Thiên Chúa. Chúa là tình yêu. Và chính đó là cái lý do để cho người ta biết vì sao mà tình yêu của Chúa luôn luôn là có những cái sáng kiến kỳ diệu, sáng kiến khiến cho nhân loại, dù là những người công chính hay là những người tội lỗi,
phải đi từ cái ngạc nhiên này, đi từ bất ngờ này đến ngạc nhiên và bất ngờ khác. Thí dụ như chính cái cộng đoàn Kitô hữu đầu tiên, phần lớn là gốc Do Thái, phần lớn là từ những người đã có cái truyền thống nhận lấy mặc khải của Chúa lâu đời từ tổ phụ Abraham, cũng phải ngạc nhiên là sao thấy những người dân ngoại, những người ngày hôm qua hãy còn là trong bóng tối tội lỗi, hãy còn xa lạc với cái truyền thống của tiền nhân Do Thái và nhất là với cái tin mừng phục sinh của Chúa. Hôm nay họ cũng nhận được cái ơn của Chúa Thánh Thần. Có nghĩa là họ cũng được tiếp nhận vào trong cộng đoàn của những người môn đồ Chúa Kitô, của những người được thừa hưởng lời hứa giải thoát của Chúa. Vâng, Chúa là tình yêu, thì khi tình yêu đã đến thì tình yêu chấp cánh cho cái người yêu và cho người được yêu luôn luôn bay lên những cái tầm thật là cao, thật là xa, thật là huyền diệu. Bài tin mừng mà chúng ta nghe cũng là tường thuật của Thánh Gioan cho chúng ta biết cái bí quyết để chúng ta đón nhận và ở lại trong tình yêu của Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã cho chúng ta biết cái chìa khóa để mở cánh cửa vào trong mối hiệp thông sâu xa với tình yêu của Chúa, đó là chính Chúa Giêsu đã dâng phục Chúa Cha, chính Chúa Giêsu đã yêu mến Chúa Cha và đã luôn luôn thi hành thánh ý Chúa Cha, và nhờ đó Chúa Giêsu luôn ở trong tình yêu của Thiên Chúa Cha như thế nào. Thì đến lượt chúng ta, những người môn đệ của Chúa, những người mang danh là Kitô hữu, tức là dù sống dù chết cũng thuộc về Chúa Kitô, cũng hãy đi theo cái con đường đó, là giữ những giới răn của Chúa Giêsu, giữ lấy tất cả những giáo huấn của Chúa Giêsu. Mà cái giáo huấn và giới răn Chúa Giêsu tóm gọn lại trong cái giới răn mới là hãy yêu thương nhau như Chúa là Chúa và là Thầy đã yêu thương chúng ta và đã yêu đến mức là thí mạng cho chúng ta. Khi chúng ta giữ những cái giáo huấn của Chúa Giêsu, hay nói cách khác, không phải chỉ giữ những cái luật lệ như là những cái từ ngữ chết, nhưng mà giữ cái tinh thần sống, cái thần khí của Đấng Phục Sinh, sống cái tinh thần của Chúa Giêsu mãi mãi vẫn hiện diện trong hội thánh, hiện diện trong từng cái thành viên của hội thánh như lời Chúa đã hứa, Thầy ở lại với anh em mỗi ngày cho đến tận thế. Thì lúc đó chúng ta cũng ở lại trong Chúa Giêsu, và ở lại trong Chúa Giêsu thì nhất thiết cũng ở lại trong tình thương của Thiên Chúa Cha. Đề tài lời Chúa của ngày Chúa Nhật thứ sáu phục sinh có lẽ cũng để chuẩn bị cho chúng ta qua một cái bước ngoặt mới rất quan trọng, đó là chúng ta sẽ phải đến lúc từ giả Chúa Giêsu, hay nói cách khác, chúng ta đến lúc cũng phải ra khỏi cái thương yêu, cái bảo bọc, cái chăm sóc ân cần của Giêsu trong thời gian là những cái đứa con hãy còn tuổi vị thành niên, để phải đến cái ngày trưởng thành, đến cái ngày phải ra đi, đến ngày phải tự lập, đến ngày phải thi hành giáo huấn của Chúa, anh em hãy ra đi truyền giảng cho muôn dân, thậm chí cho muôn loài thụ tạo tin mừng của tình thương Thiên Chúa. Thiên Chúa đã giải thoát chúng ta để chúng ta biết chắc rằng chúng ta đã được Chúa dưỡng dạy, đã được Chúa che chở. Thì bây giờ đến cái lúc để chúng ta phải ra đi làm chứng nhân về tất cả những gì chúng ta đã nghe thấy được, đã nhìn thấy được, đã cảm nghiệm được về tình thương giải thoát của Thiên Chúa, đã thực hiện một cách tai nghe mắt thấy được trong cuộc đời, trong sự nghiệp, nhất là trong biến cố Chúa Giêsu đã chịu thương khó, chịu tử nạn và đã phục sinh. Thế giới ngày hôm nay ở giữa những cái sợ hãi, lo âu và
mất phương hướng về ngày mai, nhất là do cơn đại dịch Covid-19, rất cần có lời thông báo tin mừng giải thoát của Chúa Giêsu. Đó chính là cái chìa khóa, đó chính là cái bí quyết để chẳng những là chúng ta môn đệ của Chúa là Kitô hữu, mà còn tất cả những đồng bào đồng loại của chúng ta, tất cả những người thành tâm thiện chí đều được có cái cơ may đón nhận được cái lời sứ điệp giải thoát của Chúa. Thiên Chúa là tình yêu, và hễ ai mà biết yêu thương, ai mà giữ trọn được yêu thương là người đó thuộc về Thiên Chúa, và nhất là người đó sẽ ở trong Thiên Chúa. Khi người đó nghe cái thông điệp tin mừng giải thoát của Chúa Giêsu, đón nhận tin mừng đó và thực hành tin mừng đó, thì ở trong Chúa Giêsu, và ở trong Chúa Giêsu thì nhất thiết cũng ở trong tình thương của Thiên Chúa Cha. Con không mơ nhiều
con có Chúa dẫn đưa đi trên đường trần, nhiều khi con hay gục ngã và con kêu Chúa, Chúa ơi thân con phàm hèn, Ngài không bỏ rơi yêu đuối cô đơn mình con. Chúa vẫn kêu mời tình con cho Chúa nhiều khi, yêu con rất nhiều mà con đâu nghe tình Chúa. Tình Ngài luôn mãi, Chúa chan mênh mông dạt dào. Tình con nhỏ bé tựa cánh chim bay giữa trời. Chúa vẫn yêu con, Chúa vẫn thương con, dẫu con ở hờ, dẫu con phụ tình, tình Ngài vẫn thế. Chúa vẫn yêu con, Chúa vẫn thương con, mãi không hao mòn, mãi không phai tàn, tình Chúa yêu con. Chúa vẫn yêu con, Chúa vẫn thương con, dẫu con ở hờ, dẫu con phụ tình, tình Ngài vẫn thế. Chúa vẫn yêu con, Chúa vẫn thương con, mãi không hao mòn, mãi không phai tàn, tình Chúa yêu con. Chúa vẫn yêu con, Chúa vẫn thương con, dẫu con ở hờ, dẫu con phụ tình, tình